Mới đây, Mai Phương Thúy tiếp tục trở thành tâm điểm của công chúng khi mà xuất hiện trên truyền hình với thân hình tăng cân thấy rõ. Cộng đồng mạng có chê là thân hình đô con, đặc biệt là bắp tay chân kém thon gọn hơn so với trước. Chia sẻ về vấn đề này, Hoa hậu Việt Nam 2006 tâm sự: thời điểm quay chương trình tôi có tăng cân thật, lúc đó là 70kg, còn bây giờ thì đã về lại 68kg, nhưng tôi vẫn muốn giảm còn khoảng 60-62kg là đẹp. Bình thường tôi hay mặc váy có tay hoặc vest dài tay nên ít khi để ý bắp tay mình. Hôm trước thử một lần diện váy không cánh tay và kết quả là không ngờ bắp tay tôi khủng như thế, chợt nhận ra mình to bằng 3 người kia gộp lại. Ngoài ra cô cũng chia sẻ, chính vì áp lực sau khi lên hình đã khiến người đẹp giảm cân được, cho thấy stress cũng là một trong những nguyên nhân khiến người ta gầy hơn. Mai Phương Thúy tự nhận bản thân không quá khắt khe về ăn uống và kiêng khem, nhưng vừa qua, vì áp lực bị dư luận chê thừa cân nên cô đã ảnh hưởng đến tinh thần và giảm cân. Thừa nhận tăng cân nên vòng một của cô đã đạt ngưỡng 95cm, đã tăng 9cm so với thời điểm hiện tại cách đây 12 năm. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của cô trong chương trình. Bên cạnh đó thì cũng không ít fan lên tiếng động viên cho rằng Mai Phương Thúy vẫn đẹp trong mắt khán giả. Còn mọi người thì nghĩ sao?